Vũ trụ chứa đựng vô vàn các điều kỳ lạ, những vật thể kỳ quặc và những hiện tượng vô cùng ngoạn mục. Các hành tinh, các ngôi sao hay các thiên hà đều chứa đựng trong nó rất nhiều bí ẩn. Và dường như mọi thứ đều có một khởi đầu duy nhất, chính là vụ nổ của ngôi sao siêu mới. Từ khi hình thành tới lúc tàn lụi, mọi ngôi sao đều phải trải qua một cuộc chiến không ngừng nghỉ với trọng lực. Và khi cuộc chiến tới hồi kết, thì chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh mẽ nhất. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về điều này. Vũ trụ của chúng ta có hàng tỷ tỷ ngôi sao, và cứ mỗi giờ trôi qua lại có một ngôi sao kết thúc vòng đời của mình. Trong dải ngân hà của chúng ta thì điều này xảy ra với tần suất ít hơn, chỉ 1 đến 2 vụ trong vòng 100 năm. Đó có thể là một cái kết khá êm ả, hoặc lại là một vụ nổ vô cùng chói sáng. Nhưng thực ra, điều gì đã khiến các ngôi sao sụp đổ? Và tại sao sự sụp đổ đó lại là một vụ nổ? Câu trả lời như sau. Trong suốt quá trình tồn tại của mình, trọng lực luôn luôn dồn nén vào phía tâm của ngôi sao, tạo ra áp suất vô cùng lớn như muốn nghiền nát ngôi sao đó. Nhưng khi phản ứng nhiệt hạch trong lõi xảy ra, nó tỏa ra một lượng nhiệt năng vô cùng khủng khiếp, hàng chục triệu độ. Và năng lượng này khiến vật chất giãn nở ra phía ngoài. Khi năng lượng này đủ lớn để chi phối lực hấp dẫn, thì ngôi sao ở vào thời kỳ ổn định. Đến khi năng lượng cạn kiệt, thì trạng thái ổn định bị phá vỡ. Lúc này, trọng lực sẽ làm sụp đổ lớp vỏ của ngôi sao, đồng thời tạo ra một vụ nổ cực kỳ mạnh mẽ, giải phóng năng lượng. Nó cũng giống như việc bạn cố gắng dùng sức để nén một quả bóng rổ làm nó bé lại như một quả bóng bàn. Điều tất yếu là lớp vỏ của quả bóng sẽ không thể chịu được áp suất, nó sẽ nổ tung. Và các ngôi sao cũng không ngoại lệ. Chúng ta đều biết, những ngôi sao có kích cỡ khác nhau sẽ tạo ra kết cục khác nhau khi chúng tàn lụi. Và để hiểu rõ được điều này, chúng ta phải quay trở lại thời khắc mà các ngôi sao được tạo ra. Một ngôi sao bình thường như mặt trời của chúng ta sẽ được tạo ra do trọng lực tích tụ các vật chất trong những đám mây khí và bụi gọi là tinh vân. Sự tích tụ đó dần dần tạo ra khối tâm với nhiệt độ cực cao, lên tới 2 triệu độ. Trải qua thời gian khoảng 10 triệu năm, khối tâm đó tiếp tục được bồi đắp vật chất và ngày một nóng hơn. Khi nhiệt độ đó lên tới 8 triệu độ thì phản ứng nhiệt hạch bắt đầu xảy ra. Phản ứng này sẽ biến các nguyên tử nhỏ thành nguyên tử lớn hơn. Cùng với đó là sự phát sáng và tỏa năng lượng ra bên ngoài. Lúc này thì khối tâm đó mới chính thức được gọi là một ngôi sao đúng nghĩa. Thành phần chính của các ngôi sao đều là hydro, một nguyên tố sẵn có nhất trong vũ trụ, và đây cũng là nguyên liệu chính cho phản ứng nhiệt hạch. Vậy, khi nào thì một ngôi sao sẽ chết? Chính là khi nguồn nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch cạn kiệt. Một ngôi sao càng lớn thì lại càng nhanh chóng tàn lụi so với các ngôi sao nhỏ. Khác với than đá, có thành phần chủ yếu là carbon. Dầu mỏ lại được cấu tạo bởi phần lớn là hydrocarbon. Than đá được hình thành trên đất liền, còn dầu thì lại đến từ biển. Dầu là loại nhiên liệu hữu cơ giống như khí tự nhiên. Chúng được hình thành chủ yếu bởi các vi sinh vật biển và tảo sau khi bị chôn vùi và nung nấu trong lòng đất hàng trăm triệu năm. Từ dầu mỏ chúng ta có thể sản xuất rất nhiều loại sản phẩm khác nhau như nhựa, phân bón, thuốc trừ sâu, nhựa đường, vân vân. Có đến 88% lượng dầu khai thác được dùng cho sản xuất nhiên liệu, còn 12% còn lại dùng cho các sản phẩm hóa dầu khác. Theo lịch sử thì dầu mỏ đã được con người khai thác từ thời cổ đại. Nhà máy lọc dầu đầu tiên trên thế giới thì được xây dựng vào năm 1851. Đến những năm 1858, dầu mỏ bắt đầu được khai thác công nghiệp từ mỏ dầu tại Canada. Con người đã sử dụng dầu được hơn 160 năm. Cho đến năm 2011, chúng ta đã đốt 1,2 nghìn tỷ thùng dầu. Giờ đây, chúng ta đang tiêu thụ 32 tỷ thùng dầu mỗi năm. Tuy nhiên, chúng ta lại không tìm được lượng dầu thêm nhiều như vậy mỗi năm. Nếu cứ tiêu thụ với tốc độ như này, thì chỉ khoảng 50 năm nữa, thế giới sẽ cạn kiệt dầu mỏ. Trong 7 đến 8 năm gần đây, sản lượng dầu đã giảm do các mỏ cũ đã bắt đầu cạn kiệt và tỷ lệ sản xuất của các mỏ cũng giảm dần. Khi một mỏ dầu bắt đầu tụt giảm đến mức trung bình, người ta bắt đầu phải bơm nước vào để đẩy số dầu còn lại ra. Nhìn chung thì công việc gì cũng đòi hỏi phải cho ra lợi nhuận, và việc khai thác dầu cũng không ngoại lệ. Năng suất khai thác dầu từ những năm 1950 là 1 trên 100, tức là người ta bỏ ra một thùng dầu để lấy được 100 thùng dầu khác. Tuy nhiên, các giếng dầu trên đất liền dường như đã cạn kiệt, người ta bắt buộc phải tìm ra biển để tiếp tục khai thác. Và đây quả thực là một công việc khó khăn cũng như vô cùng tốn kém. Những giàn khoan trị giá hàng trăm triệu đô la được xây dựng trên biển, và hiệu suất của chúng mang lại là khoảng 1 trên 25. Những giếng ở sâu thì tỷ lệ còn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là 1 trên 5, thậm chí là 1 trên 2,9, có nghĩa là bỏ ra một thùng dầu chỉ để lấy 2,9 thùng tương tự. Dầu mỏ cũng như các loại nhiên liệu hóa thạch khác, nó là sự tích lũy của năng lượng mặt trời trong vòng 500 triệu đến hàng tỷ năm.
với tốc độ tiêu thụ 32 tỷ thùng dầu mỗi năm, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tiêu thụ 5 triệu năm năng lượng mặt trời mỗi năm, tức là 14.000 năm năng lượng mặt trời mỗi ngày, và đó là những thứ không thể tái tạo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là lượng khí nhà kính tích lũy trong lòng đất hơn 500 triệu năm đang bị con người giải phóng chỉ trong vài thế kỷ. 350 phần triệu là mức carbon cho phép trong bầu khí quyển, nhưng hiện tại chúng ta đang ở ngưỡng 400 phần triệu. Sự đóng góp của nhiên liệu hóa thạch cho sự phát triển chung của thế giới là điều không thể phủ nhận. Cho đến tận ngày hôm nay, chúng ta dường như vẫn dựa hoàn toàn vào nhiên liệu hóa thạch để duy trì sản xuất, di chuyển và rất nhiều công việc khác. Có thể nói, nhiên liệu hóa thạch cũng giống như một món quà mà trái đất ban tặng cho chúng ta. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không ai cho không ai cái gì cả, tất cả đều có cái giá của nó. Hàng năm, lượng carbon dioxide do nhiên liệu hóa thạch tạo ra là khoảng 21,3 tỷ tấn, trong đó một nửa sẽ được các quá trình tự nhiên tiêu thụ, còn lại khoảng hơn 10 tỷ tấn sẽ tiếp tục được thêm vào bầu khí quyển. Và carbon dioxide chính là một trong những khí nhà kính làm tăng lực phóng xạ, góp phần vào sự nóng lên toàn cầu một cách mạnh mẽ nhất. Quá trình tuần hoàn của sự sống chưa bao giờ dừng lại trên trái đất của chúng ta. Hàng tỷ năm năng lượng mặt trời cùng với một lượng vô cùng lớn khí thải nhà kính đã được chôn vùi dưới lòng đất. Bây giờ con người đang dùng mọi cách để đào chúng lên. Có thể khẳng định, chúng ta đang đốt cháy giai đoạn, đang đẩy vòng tuần hoàn của sự sống lên mức nhanh nhất có thể, và chúng ta đang dần mất kiểm soát. Môi trường ngày một xấu hơn, các thảm họa tự nhiên cũng ngày một tồi tệ hơn, và người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là con cháu chúng ta sau này. Trái đất đã trải qua 3 lần kỳ băng hà, đó chính là những lần reset của tự nhiên nhằm đưa môi trường trái đất quay lại một vòng tuần hoàn mới. Hiện tại thì trái đất vẫn đang rất ổn định, nhưng rõ ràng là mọi thứ đang dần xấu đi, và những thảm họa tự nhiên vẫn luôn nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Có lẽ vào một ngày nào đó, con người sẽ đủ khả năng kiểm soát thời tiết, nhưng các bạn biết rồi đấy, việc đó sẽ không xảy ra vào ngày mai hay tuần tới đâu. Để đo khối lượng của một hố đen hay một ngôi sao thì chúng ta đều sử dụng chung một cách, đó chính là tính toán quỹ đạo, khoảng cách và tốc độ của các vật thể quay xung quanh nó. Mọi vật thể trong vũ trụ dù quay quanh nhau hay quay quanh vật thể khác thì thực ra chúng vẫn có một khối tâm cân bằng chung, bởi vì dù vật thể đó có lực hút mạnh hay yếu thì chúng vẫn hút vật thể khác về phía mình, kể cả khi chúng quay quanh thứ khác có lực hút mạnh hơn. Như mặt trời của chúng ta cũng sẽ chịu sự tác động của các hành tinh quay xung quanh, dù chỉ là rất nhỏ. Sau khi tìm ra được tâm cân bằng đó, thì việc tiếp theo là tính toán vận tốc di chuyển trên quỹ đạo của từng vật thể, và cuối cùng là kết hợp chúng lại bằng một phương trình tính khối lượng. Với những ngôi sao quay quanh hố đen tâm ngân hà thì vận tốc quỹ đạo của chúng lên tới 16 triệu km/h, trong khi tốc độ của mặt trời chúng ta chỉ là gần 800.000 km/h. Hố trắng được tạo ra khi các nhà vật lý thiên văn khám phá những công thức toán học xung quanh môi trường của hố đen. Khi đó, một giả thuyết đã được nêu ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu điểm kỳ dị của hố đen có khối lượng bằng không? Tức là không có bất kỳ khối lượng nào bên trong chân trời sự kiện. Như vậy có thể thấy, hố trắng hoàn toàn là một giả thuyết toán học. Chúng là những thứ thực sự không tồn tại. Lấy một ví dụ, tôi có 100.000. Bản thân tôi hoàn toàn là một người hào phóng. Tôi bắt đầu chia số tiền đó cho các bạn. Cuối cùng số tiền của tôi sẽ hết. Khi số tiền của tôi đã hết, tôi không thể cho đi thêm được nữa. Và trong trường hợp này, tôi cũng không thể cho đi con số âm. Không còn cách nào khác, có lẽ tôi chỉ có thể chia nhỏ chiếc ví của mình và tiếp tục cho đi. Nhưng thực ra, tôi hoàn toàn không có chiếc ví. Sẽ thật là nực cười nếu như tôi vẫn cố chấp sử dụng con số âm để cho đi, và khi đó số tiền của các bạn nhận được cũng không hề tăng lên. Bây giờ, hãy giả thuyết là các hố trắng thực sự tồn tại trong vũ trụ. Nhớ, chỉ là giả thuyết thôi nhé. Khi đó, chế độ vận hành của nó sẽ ngược lại hoàn toàn với hố đen. Thay vì kéo vật chất vào trong, hố trắng sẽ phun vật chất ra ngoài, giống như một cái đài phun nước. Nếu xét trên một số lý thuyết toán học khác về hố trắng, thì bản thân hố trắng chỉ có thể tồn tại khi và chỉ khi điểm kỳ dị bên trong chân trời sự kiện có khối lượng bằng không, và cũng không có bất kỳ hạt vật chất nào được phép rơi vào bên trong chân trời sự kiện. Nếu như có bất kỳ một hạt cơ bản nào rơi vào bên trong, thì toàn bộ cấu trúc đó sẽ bị sụp đổ. Và đương nhiên, vũ trụ của chúng ta chứa đầy vật chất, cũng đồng nghĩa với việc sự tồn tại của hố trắng là bất khả thi. Các bạn biết đấy,
Bản thân tôi hoàn toàn là một người hào phóng. Tuy nhiên, tôi lại không thể cho đi thêm nữa khi mà số tiền của tôi đã hết. Tôi cũng không thể vay ai đó để tiếp tục cho đi, bởi vì đó là hành động nhận vào chứ không phải cho đi nữa. Nhưng vẫn phải khẳng định lại, bản thân tôi hoàn toàn là một người hào phóng. Như vậy, sự tồn tại của một hố trắng trong vũ trụ của chúng ta đơn giản chỉ là điều không thể. Nhưng có một số nhà vật lý vẫn cố gắng chứng minh sự tồn tại của hố trắng dù chỉ là trong lý thuyết, bằng cách giải thích điều gì sẽ xảy ra bên trong chân trời sự kiện của một hố đen thông qua lý thuyết lượng tử vong. Theo lý thuyết này, thì một điểm kỳ dị của hố đen sẽ dần bị nén lại đến mức độ không thể nhỏ hơn được nữa, giống như một điểm không có diện tích, và khi đó, điểm kỳ dị sẽ phục hồi thành một hố trắng. Tuy nhiên, vì sự biến dạng nghiêm trọng của không thời gian xung quanh hố đen, mà quá trình này có thể mất đến hàng chục tỷ năm để hoàn thành. Tất nhiên, đó là về mặt lý thuyết. Còn trên thực tế, thì Stephen Hawking lại không thích điều này. Bởi vì theo ông, bức xạ Hawking sẽ làm tăng tốc sự bốc hơi của hố đen siêu nhỏ, nhanh dần theo cấp số nhân so với thời gian. Cuối cùng, thì hố trắng có vẻ như vẫn không có chỗ đứng trong vũ trụ của chúng ta, kể cả về mặt lý thuyết. Trừ một ngoại lệ có vẻ khá hợp lý sau đây. Đó chính là sự khởi đầu của vũ trụ. Dường như mọi tài liệu và sách báo trên thế giới đều ghi chép là sự khởi đầu của vũ trụ chính là vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, nếu cho rằng vụ nổ Big Bang thực chất là một vụ phun trào của hố trắng thì cũng rất là hợp lý. Các bạn thấy đây, nó là một điểm vô cùng nhỏ, sau đó phun ra vô vàn vật chất. Cùng thời điểm đó, không gian và thời gian chưa từng tồn tại, có nghĩa là xung quanh điểm kỳ dị không hề có bất cứ thứ gì có thể bay vào để phá hỏng cấu trúc của nó. Vụ nổ Big Bang rất có thể chính là một vụ phun trào của hố trắng, bởi vì chỉ có sự hào phóng của hố trắng mới có thể tạo ra được nhiều vật chất đến thế. Tuy vậy, sau một khoảng thời gian nào đó, chính những vật chất mà nó phun ra đã văng trở lại, làm cho cấu trúc của nó tự sụp đổ. Và vụ phun trào đó có lẽ cũng là sự tồn tại của một hố trắng duy nhất trong vũ trụ chúng ta. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiền thân của hố trắng Big Bang rất có thể là một hố đen siêu nhỏ nằm bên trong một vũ trụ siêu to nào đó, và có thể chính vũ trụ đó đang bao bọc vũ trụ của chúng ta. Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ là giả thuyết, nhưng cũng phải công nhận là nghe nó có vẻ rất hợp lý. Bản chất của hố trắng tuy là rất hào phóng, nhưng thật tiếc nó lại không thể tồn tại trong vũ trụ chứa đầy vật chất của chúng ta. Cũng giống như bản thân mình, tuy rất hào phóng, nhưng mình lại không có nhiều tiền để chia cho tất cả các bạn. Nếu như hồi nhỏ, bạn là người tốt tính, có thể chia sẻ tất cả số bánh của mình cho người khác, thì bây giờ chắc hẳn bạn đã nhận ra rằng trong vũ trụ của chúng ta thực sự không tồn tại hố trắng. Tại sao lại là giả thuyết? Vì đơn giản là chúng ta không biết được chính xác những điều đã từng xảy ra trong quá khứ khi chúng ta chưa tồn tại. Mặt khác, những bằng chứng thời kỳ đó cũng đã bị hủy hoại và thay đổi quá nhiều do quá trình kiến tạo mạng và hình thành lục địa. Quãng thời gian sự sống hình thành trên trái đất đến nay vẫn là một vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Có thể là cách đây 3,1 tỷ năm, hoặc lâu hơn là 3,5 tỷ năm hay 3,8 tỷ năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa. Trong mỗi giai đoạn khác nhau đó, trái đất sẽ trải qua những thời kỳ biến đổi địa chất rất khác biệt. Và nếu chưa tìm ra được chính xác thời gian mà sự sống bắt đầu hình thành, thì chúng ta sẽ rất khó có thể suy đoán chính xác được sự sống bắt đầu như thế nào. Một trong những giả thuyết khá hợp lý là sự sống tự hình thành trên trái đất. Nó được bắt đầu từ những nguyên tố và vật chất không sống, đó là các hồ nước có chứa đầy các phân tử hóa học, được gọi là amino acid. Trong cả triệu năm, các phản ứng hóa học được lặp đi lặp lại cho đến khi có được sự sắp xếp hoàn hảo nhất. Tiếp đó, các protein được tạo ra và các tế bào đầu tiên hình thành, rồi chuỗi sự sống bắt đầu phát triển và tiến hóa. Một giả thuyết khác cũng khá hợp lý là sự sống không tự hình thành trên trái đất, mà do các tiểu hành tinh mang nó đến từ đâu đó. Các tiểu hành tinh bay lang thang ngoài không gian, hầu hết là các khối băng đá đông cứng. Có lẽ một vài loài vi sinh vật nào đó đã được đưa đến trái đất qua các vụ va chạm với thiên thạch. Nếu giả thuyết này là đúng, thì chắc chắn những thiên thạch mang sự sống vẫn đang tiếp tục phân phát sự sống đó đi các nơi khác trong vũ trụ. Nhưng cho dù giả thuyết nào đúng đi nữa, thì một khi sự sống đã được hình thành, thì nó luôn hướng mình đến sự tồn tại vĩnh hằng. Bất kỳ một dạng sống nào cũng có quy tắc riêng của nó, và nó luôn tự sao chép mình để chống lại sự diệt vong. Hiển nhiên là điều quan trọng nhất của sự sống chính là được sống tiếp,
trong quá trình sống. Sự sống bắt đầu thu thập năng lượng và nuôi dưỡng chính mình. Nó cũng dần thích nghi và thay đổi theo điều kiện tự nhiên. Chúng ta gọi đó là sự tiến hóa. Bất kỳ một loài nào, dù có tuổi thọ ngắn hay dài, thì nó cũng luôn muốn mình tồn tại càng lâu càng tốt. Và loài người chúng ta chính là một minh chứng cụ thể nhất. Và cuối cùng là một giả thuyết thú vị nhất. Có một đấng tối cao nào đó đã dùng quyền năng của mình tạo ra mọi thứ, con người và cả trái đất. Phải nói là dù khoa học của chúng ta phát triển tới đâu đi nữa, thì xung quanh chúng ta vẫn có những điều kỳ lạ đến ngớ ngẩn mà tạm thời khoa học chưa chứng minh được. Tuy chúng ta không chấp nhận hay không tin tưởng vào những điều đó, nhưng dù sao, những điều đó cũng luôn làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần màu sắc. Qua việc nghiên cứu về sự sống trên trái đất, chúng ta cũng có được cái nhìn xa hơn ra ngoài vũ trụ. Điều kiện tiên quyết về khả năng tồn tại sự sống trên trái đất chính là nước. Và nước là thứ có rất nhiều ngoài vũ trụ. Ngay trong hệ mặt trời của chúng ta, thì hầu hết các hành tinh và các mặt trăng đều có chứa nước. Ngay cả một nơi khô lạnh như Sao Hỏa, chúng ta vẫn tìm được bằng chứng về nước đã tồn tại ở đây. Con người đã bắt đầu khám phá Sao Hỏa từ những năm 70 của thế kỷ trước. Và hiện nay, có hai xe tự hành hiện đại nhất của NASA là Spirit và Opportunity vẫn đang tiếp tục khám phá Sao Hỏa. Chính những khám phá này sẽ làm tiền đề cho cuộc đổ bộ của con người lên hành tinh này trong tương lai. Khả năng rất cao là dưới bề mặt của Sao Hỏa vẫn tồn tại nước ở dạng lỏng. Tương lai Sao Hỏa sẽ là ngôi nhà thứ hai của loài người chúng ta. Hoặc mặt trăng Europa của Sao Mộc cũng là một hành tinh chứa đầy nước. Bề mặt của Europa được bao phủ bởi một lớp băng dày 24 km. Nó quay quanh Sao Mộc trong 3,6 ngày. Chịu tác động rất lớn bởi lực hấp dẫn của Sao Mộc, rất có thể nguồn nội lực của Europa sẽ tạo cho nó một đại dương chất lỏng dưới bề mặt. Nếu như một ngày nào đó chúng ta tìm thấy các sinh vật sống dưới đại dương ngầm này, thì điều này cũng đã nằm trong sự suy đoán của các nhà khoa học. Tuy nhiên, vì lý do kinh phí và hạn chế về công nghệ, hiện tại con người chúng ta vẫn chưa thể khám phá được các hành tinh đầy tiềm năng này. Tuy rất tiềm năng, nhưng hầu hết các hành tinh này đều rất lạnh. Liệu sự sống sẽ tồn tại ở đây như thế nào? Trong cơ thể con người có chứa khoảng 30 lít nước, 1 kg phosphor, 200 g muối, lượng sắt bằng một chiếc móng tay, hơn 1 kg canxi, 15 nguyên tố vi lượng và sau cùng là 20 kg carbon. Với thành phần cơ thể như vậy, chúng ta không thể chịu đựng được nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh. Nhưng chúng ta cũng sẽ không mang chính chúng ta ra làm thước đo cho các dạng sống khác ngoài vũ trụ. Nếu nước trong cơ thể được thay bằng nitơ lỏng và carbon được thay bằng silicon, thì sức chịu đựng sẽ là rất khác biệt. Và đây cũng là nguyên do tại sao các nhà khoa học hay tưởng tượng là cơ thể sinh vật ngoài vũ trụ được tạo từ silicon. Có thể những dạng sống ngoài vũ trụ sẽ rất khác chúng ta, và nó đã tồn tại đủ lâu để tiến hóa cơ thể đạt tới mức chịu đựng tối đa với các điều kiện tự nhiên. Thậm chí, những loài thông minh còn có thể trường sinh bất lão nếu khoa học của họ phát triển hơn chúng ta nhiều triệu năm. Một kiểu sinh vật khác nữa có thể tồn tại là các sinh vật sống trên các hành tinh khí. Chúng có thể bay lơ lửng trên các đám mây và coi sấm sét như một món ăn bổ dưỡng. Nghe có vẻ lạ, nhưng không điều gì là không thể. Chỉ có một điều hiển nhiên là chúng ta chưa thể khám phá hết vũ trụ mà thôi. Ngoài vũ trụ, các dạng sống đa dạng có thể tồn tại ở khắp mọi nơi, với nhiều hình dáng và cấu tạo khác nhau. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng có thông minh như chúng ta không? Chúng có nghiên cứu vũ trụ và cũng đang tìm kiếm như chúng ta không? Suy cho cùng thì điều này là thú vị hơn cả, bởi vì chỉ với vài triệu năm mà con người chúng ta đã phát triển như hiện tại. Thử hỏi, một triệu năm nữa, khoa học công nghệ của chúng ta sẽ như thế nào? Một là chúng ta sẽ làm chủ vũ trụ, hai là sẽ bị diệt vong. Đây là những cái kết đang chờ đón chúng ta. Sự tồn tại của hệ mặt trời không bao giờ là mãi mãi. Vì vậy, việc khám phá các ngôi sao khác với các hành tinh của nó là một điều kiện sống còn nếu chúng ta muốn tồn tại thật lâu. Và chúng ta cũng luôn hy vọng là không có giống loài nào có thể làm được điều này trước chúng ta. Có rất nhiều những câu chuyện về người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất. Hầu hết là những câu chuyện bí ẩn được kể lại từ một người nào đó khi họ đang ở một mình. Thử đặt vị trí chúng ta vào các người ngoài hành tinh đó. Để có thể du hành xuyên không gian đến thăm trái đất, chắc hẳn công nghệ của họ đã quá tiên tiến. Vậy sẽ có hai trường hợp sau xảy ra. Một là đến trong hòa bình và chỉ để chào hỏi. Vậy, nếu chỉ để chào hỏi, tại sao họ không đến công khai mà lại bí mật như vậy? Hai, họ đến với ý đồ gì đó.
và chỉ có thể là họ đang tìm ngôi nhà mới cho giống loài của họ. Vậy, nếu tìm được rồi tại sao họ không đổ bộ và chiếm lấy trái đất? Họ đang thăm dò để chuẩn bị ư? Những câu chuyện về người ngoài hành tinh đã bắt đầu xuất hiện từ những năm 50 của thế kỷ trước. Cho đến nay, đã là một khoảng thời gian quá lâu cho một cuộc thăm dò. Và đây cũng là suy luận mang tính cá nhân của mình. Còn suy nghĩ như thế nào vẫn là ở phía các bạn. Một điều không thể phủ nhận, hố đen chính là nơi có trọng lực mạnh nhất vũ trụ. Nhưng bạn có biết, lực hấp dẫn là loại lực yếu nhất trong 4 loại lực cơ bản tạo nên vũ trụ. Hố đen như những chiếc lò lưu giữ rất nhiều năng lượng và thông tin của vũ trụ. Mọi vật chất được hố đen nén vào trong một vùng có diện tích không thể nhỏ hơn. Điều này giống như bạn đang nén rất nhiều dữ liệu vào một chiếc USB vô cùng nhỏ bé. Ví dụ, có một ngôi sao bị hố đen nuốt trọn, thì bạn nghĩ ngôi sao đó sẽ đi về đâu? Hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, bị đẩy tới một vũ trụ khác, hay chỉ đơn thuần là bị xé nhỏ và nén chặt bên trong hố đen? Liệu chúng ta có thể khôi phục được ngôi sao đó như ban đầu trước khi rơi vào hố đen hay không? Chẳng ai có thể chắc chắn về điều này. Chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều, nhưng tại sao lại là 3 chiều? Có khi nào mọi thứ chỉ là ảo ảnh, giống như một đoạn phim 3D được chiếu từ một chiếc đĩa DVD? Nếu mọi thứ rơi vào hố đen không hề biến mất, mà chỉ là nó được chuyển sang một dạng lưu trữ khác, giống như ta lưu trữ dữ liệu trong những chiếc USB, thì điều này có nghĩa vũ trụ của chúng ta đang sống rất có thể là một dạng mô phỏng toàn ảnh của những dữ liệu đã được lưu trữ bên rìa một hố đen. Ý mình là hố đen đó sẽ lớn bằng cả vũ trụ của chúng ta đang sống. Điều này thật là phi lý và khó hiểu, nhưng có thể lắm chứ. Những nghiên cứu mới nhất về hố đen chỉ ra, mọi vật chất rơi vào hố đen sẽ không biến mất khỏi vũ trụ, mà những thông tin đó vẫn được lưu trữ bên trên bề mặt của hố đen dưới dạng hoàn toàn khác. Nói cách khác, thì khi một cái gì đó rơi vào hố đen, thì dạng tồn tại ở không gian 3 chiều sẽ bị biến mất, nhưng những thông tin của nó vẫn được lưu trữ trên bề mặt của hố đen đó. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thứ trong vũ trụ, các thiên hà, các vì sao và cả chúng ta có thể chỉ là ảo ảnh được trình chiếu từ một nơi lưu trữ thông tin dạng 2 chiều. Quay trở lại câu hỏi bên trên, tại sao không gian của vũ trụ lại là 3 chiều và liệu bên trong chân trời sự kiện của hố đen, các định luật vật lý coi như chúng ta đã từng biết? Và biết đâu được, vũ trụ của chúng ta chỉ đơn thuần là một đoạn phim đang được trình chiếu từ những nơi lưu trữ thông tin dạng 2 chiều. Và hơn nữa, là chúng ta liệu có đang sống trong một hố đen khổng lồ mang tên vũ trụ? Hệ mặt trời hay Thái Dương hệ là một hệ hành tinh bao gồm có ngôi sao chủ mặt trời và các thiên thể quay xung quanh, liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn. Hệ mặt trời nằm ngoài rìa một thiên hà xoắn ốc, có đường kính khoảng 100.000 đến 150.000 năm ánh sáng, được gọi với tên dải ngân hà. Nằm cách trung tâm ngân hà khoảng 30.000 năm ánh sáng tại nhánh Lạc Hộ, nó di chuyển vận tốc khoảng 220 km/giây. Một vòng quay của hệ mặt trời xung quanh thiên hà kéo dài tới 250 triệu năm. Ước tính, từ khi hình thành cho tới bây giờ, hệ mặt trời đã hoàn thành được 18 vòng quanh tâm thiên hà, hay chúng ta gọi là 18 năm thiên hà. Đây là hình ảnh mô phỏng mặt trời kéo theo các hành tinh đang di chuyển trong dải ngân hà. Thoạt nhìn có thể thấy rất hỗn loạn, nhưng thực ra nó vẫn duy trì như vậy trong hàng tỷ năm qua. Có thể nói, chúng ta đang di chuyển rất ổn định trong sự mất trật tự. Nếu nhìn từ bên ngoài, toàn bộ hệ mặt trời sẽ như một khối cầu có ranh giới khoảng 1 năm ánh sáng, tương ứng với 50.000 đơn vị thiên văn, hoặc cũng có thể rộng đến 1,8 năm ánh sáng. Đây chính là khoảng cách đám mây Oort bao trùm xung quanh mặt trời. Đám mây này bao gồm các thiên thạch, vân thạch và bụi băng đá. Đám mây Oort được hình thành từ buổi sơ khai của hệ mặt trời, do lực hấp dẫn không đủ mạnh để tập trung chúng lại thành các hành tinh hay các tiểu hành tinh, cho nên chúng vẫn lơ lửng ngoài không gian. Nhiều giả thuyết cho rằng các thiên thạch đã được hình thành từ nơi đây. Có thể nói, đám mây Oort là ranh giới cuối cùng của hệ mặt trời. Hành tinh xa mặt trời nhất là Hải Vương Tinh, với khoảng cách 30 AU bằng 4,5 tỷ km.
Tiếp theo, vào dần phía trong là Thiên Vương Tinh với khoảng cách 19,6 AU bằng 2,94 tỷ km. Sao Thổ cách 9,5 AU bằng 1,42 tỷ km. Sao Mộc cách 5,2 AU bằng 780 triệu km. Ở gần hơn từ 2,3 đến 3,3 AU là vành đai các tiểu hành tinh. Trong nữa là Sao Hỏa, 1,5 AU bằng 225 triệu km. Trong nữa là Trái Đất, 1 AU bằng 150 triệu km. Sao Kim, 0,7 AU bằng 108 triệu km. Và trong cùng là Sao Thủy, 0,4 AU bằng 58 triệu km. Vì quỹ đạo của các hành tinh luôn theo hình elip và các hành tinh cũng có tác động qua lại lẫn nhau, cho nên khoảng cách nêu trên cũng sẽ không cố định. Cùng với đó, mặt phẳng của các hành tinh cũng không đồng nhất, và chúng ta lấy mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất làm mặt phẳng hoàng đạo. Và mặt phẳng này nghiêng 60 độ so với mặt phẳng dải ngân hà. Ánh sáng từ mặt trời phải mất 245 phút mới đi tới hành tinh ngoài cùng là Hải Vương Tinh, và mất đến 1 năm mới đi hết ranh giới của hệ mặt trời. Xa hơn các hành tinh, ở phía ngoài là vành đai Kuiper, trải rộng từ 30 đến 50 AU. Đây cũng là một vành đai các tiểu hành tinh và thiên thạch giống như vành đai tiểu hành tinh phía trong Sao Mộc. Ngoài ra còn một số hành tinh lùn, các mặt trăng của hành tinh và vô số các thiên thạch tự do. Ngày nay chúng ta vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về hệ mặt trời. Những tàu vũ trụ đầu tiên nhận nhiệm vụ khám phá các hành tinh trong hệ mặt trời là tàu Voyager 1 và Voyager 2. Cả hai tàu này đều được phóng vào năm 1977. Cho tới nay, Voyager 1 và Voyager 2 vẫn đang tiếp tục hành trình của mình ra ngoài không gian. Ước tính, chúng đã bay cách xa Trái Đất khoảng 18 tỷ km. Năm 1997, tàu Cassini tiếp nối sứ mệnh. Mục tiêu chính là khám phá các hành tinh khí phía ngoài rìa hệ mặt trời. Những hành tinh này có rất nhiều các vệ tinh lớn, và các nhà khoa học cho rằng rất có thể một trong số các hành tinh đó sẽ có môi trường thích hợp cho sự sống tồn tại. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Nhưng trước tiên, chúng ta cần một điểm xuất phát. Nổi bật nhất nằm ở vị trí trung tâm, không gì khác chính là mặt trời, thiên thể duy nhất phát sáng trong hệ mặt trời. Mọi thông tin cơ bản về mặt trời đã được cung cấp ở video trước. Trong video này, mình sẽ không nhắc lại nữa. Các bạn có thể xem lại video bằng đường link phía dưới. Tiếp theo, chúng ta đến với Sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời và cũng gần mặt trời nhất với khoảng cách 58 triệu km. Sao Thủy nhỏ hơn Trái Đất 60%, nó có trọng lực yếu, không có vệ tinh và gần như không có bầu khí quyển. Nếu một người nặng 68 kg tại Trái Đất thì trên Sao Thủy chỉ nặng 25 kg. Sao Thủy được cấu tạo từ 70% là kim loại và 30% là silicat. Đường kính là 4.880 km, khối lượng khoảng 3,3 triệu triệu tỷ tấn. Sao Thủy mất 88 ngày để hoàn thành một vòng quay xung quanh mặt trời, nhưng lại mất đến 180 ngày để tự quay quanh trục. Về cơ bản, đây là một hành tinh chết vì nó không còn bất cứ hoạt động địa chất nào. Nhiệt độ ban ngày khoảng 430 độ C, còn ban đêm lại tụt xuống đến âm 173 độ C. Năm 1974, tàu Mariner 10 đã thám hiểm phần nào về Sao Thủy. 30 năm sau, NASA tiếp tục phóng tàu không gian Messenger và nó đã chụp được toàn cảnh bề mặt của hành tinh này. Nhìn chung, bề mặt của Sao Thủy phủ đầy vết tích của những vụ va chạm với thiên thạch và nơi đây hoàn toàn không thích hợp cho sự sống. Nếu quan sát từ Trái Đất, ta có thể thấy Sao Thủy vào lúc sáng sớm hoặc hoàng hôn muộn. Tiếp theo ra phía ngoài, cách xa mặt trời 108 triệu 200 ngàn km là Sao Kim, một hành tinh có vô số điều đặc biệt. Sao Kim có kích thước và khối lượng gần tương đương với Trái Đất. Nó không có vệ tinh nhưng lại có một bầu khí quyển dày đặc. Nếu một người nặng 68 kg tại Trái Đất thì trên Sao Kim sẽ nặng 62 kg. Hiện chúng ta chưa thực sự hiểu rõ về cấu tạo của hành tinh này. Nhưng nhiều khả năng Sao Kim có cấu tạo giống với Trái Đất, bao gồm lõi, lớp phủ và lớp vỏ. Đường kính của Sao Kim là 12.092 km, chỉ nhỏ hơn Trái Đất 650 km. Khối lượng bằng 81,5% khối lượng Trái Đất, tức là khoảng 4,8 triệu triệu tỷ tấn. Sao Kim mất 225 ngày để quay một vòng xung quanh mặt trời, tương đương gần 8 tháng tại Trái Đất. Một vòng quay quanh trục kéo dài tới 234 ngày, lâu hơn cả thời gian quay quanh mặt trời.
Và một điều đặc biệt hơn là sao Kim có chiều quay ngược so với tất cả hành tinh trong hệ mặt trời. Các nhà khoa học cho rằng, trước đây sao Kim đã có một cuộc va chạm cực mạnh với một thiên thạch, và chính vụ va chạm này đã làm đảo lộn vòng quay của hành tinh này. Không giống như sao Thủy, sao Kim có hoạt động địa chất rất mạnh, và nó là hành tinh có nhiều núi lửa nhất trong hệ mặt trời. Khí quyển của sao Kim được bao phủ bởi carbon dioxide và axit sulfuric. Nó thường xuyên xảy ra hiện tượng sấm sét với những tia sét mạnh gấp 1.000 lần trên trái đất, áp suất không khí gấp 92 lần trái đất, tương đương với áp suất khi chúng ta lặn xuống nước với độ sâu 1 km, nhiệt độ bề mặt là 470 độ C. Với nhiệt độ này, sao Kim chính là hành tinh nóng nhất hệ mặt trời. Là hành tinh gần trái đất nhất, sao Kim được gọi là chị em song sinh với trái đất. Vài trăm năm trước, giới khoa học luôn cho rằng sao Kim cũng có các cánh rừng nhiệt đới và đại dương giống như trái đất. Nhưng sau các cuộc thám hiểm đầu tiên của các tàu thăm dò không gian, thì nó đã cho câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Các cuộc thám hiểm hành tinh này được bắt đầu từ năm 1966. Con tàu đầu tiên là Venera 3 của Liên Xô. Nó là thiết bị nhân tạo đầu tiên của con người va chạm với một hành tinh khác. Nhưng gần như ngay lập tức, con tàu đã bị hỏng hoàn toàn, và nó không gửi được bất cứ dữ liệu nào về trái đất. Sau đó, chương trình Venera vẫn tiếp tục cho tới năm 1985, và khi đó là tàu Venera 15 và 16. Cùng với Liên Xô, cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cũng tiếp cận hành tinh này với tàu Mariner 2, Mariner 5 và Mariner 10. Với bao hy vọng và sự tưởng tượng của các nhà khoa học, thì sao Kim cũng giống như sao Thủy, nó không thích hợp cho sự sống tồn tại. Tại trái đất, chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy sao Kim, vì đây là vật thể sáng thứ hai trên bầu trời đêm, chỉ sau mặt trăng. Vì quỹ đạo nằm bên trong quỹ đạo của trái đất, cho nên chúng ta không thể thấy sao Kim xuất hiện cao trên bầu trời. Đôi khi nó là sao hôm, mọc vào buổi tối, đôi khi lại là sao mai, mọc vào buổi sáng. Tiếp theo, xa hơn sao Kim trên quỹ đạo của hệ mặt trời, không gì khác chính là hành tinh của chúng ta, trái đất. Cho tới ngày nay, trái đất vẫn là hành tinh duy nhất có sự sống mà con người biết. Hành tinh trái đất được cấu tạo chủ yếu từ đất đá. Nhìn chung cấu tạo bao gồm lõi sắt, lớp manti và lớp vỏ. Bề ngoài gồm các đại dương, các mảng lục địa và một bầu khí quyển đủ dày để duy trì sự sống. Trái đất cách mặt trời khoảng 150 triệu km, đường kính là 12.742 km, khối lượng xấp xỉ 6 triệu triệu tỷ tấn. Độ dài đường sích đạo là 40.075 km. Trái đất có một vệ tinh tự nhiên là mặt trăng, cách xa một khoảng bằng 378.032 km. Nhìn từ trái đất, mặt trăng có kích thước tương đương với mặt trời, vì mặt trời lớn hơn mặt trăng 400 lần và cũng xa trái đất hơn mặt trăng 400 lần. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng lên quỹ đạo bởi Liên Xô năm 1957. Cho tới nay, đã có tới 3.700 vệ tinh trên quỹ đạo trái đất, trong đó có 1.100 chiếc đang hoạt động, còn lại là những vệ tinh đã hỏng và người ta vẫn chưa có cách nào để dọn dẹp những vệ tinh đó. Trái đất quay xung quanh mặt trời một vòng trong 365,2 ngày với tốc độ 107.000 km/h, tự quay nguyên trục trong 23:56.04 với tốc độ 1.675 km/h. Trục quay của trái đất nghiêng 23 độ, tạo cho chúng ta các mùa xuân, hạ, thu, đông, với nhiệt độ trung bình là 17 độ C, lạnh nhất là Nam Cực với đỉnh điểm là 91,2 độ C và nóng nhất là tại sa mạc Hút, Iran, đỉnh điểm năm 2005 là 70,4 độ C. Hoạt động địa chất của trái đất khá yếu, 70% bề mặt thì được bao phủ bởi nước và 99% không gian sinh sống cũng là môi trường nước. Nhiệt độ trung bình của trái đất đang ngày một tăng lên. Ngoài các lý do tự nhiên thì còn một lý do rất quan trọng là môi trường không khí đang bị chính con người hủy hoại. Cùng với đó, sự đô thị hóa và bùng nổ dân số cũng khiến cuộc sống của con người ngày một khó khăn. Các nhà khoa học dự đoán, sự sống chỉ tồn tại trên trái đất tối đa 1,5 tỷ năm nữa nếu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế thì các hiểm họa vũ trụ vẫn đang ngày ngày rình rập đe dọa sự sống của chúng ta. Vì vậy, việc tìm một ngôi nhà mới cho nhân loại là việc vô cùng cần thiết. Trong vài thế kỷ tới, việc con người sinh sống trên nhiều hành tinh khác nhau ngoài trái đất hoàn toàn có khả thi, và chúng ta có quyền hy vọng về điều này. Xin chào tất cả các bạn. Trái đất, thiên đường của sự sống, ngôi nhà của mọi loài sinh vật. Hàng ngày các hoạt động sống vẫn cứ tiếp diễn một cách vô cùng bình thản trên khắp hành tinh của chúng ta.
chu kỳ mặt trời mọc rồi lại lặn, mùa lại sang mùa, cứ lặp đi lặp lại trong hàng tỷ năm qua. Chúng ta dường như đã quá quen thuộc với điều này. Sự sống đối với chúng ta là điều gì đó quá đỗi bình thường và hiển nhiên đến mức chả ai thấy nó có gì đáng nói. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng trái đất của chúng ta vẫn là hành tinh duy nhất trong vũ trụ có thể tồn tại sự sống mà con người biết tới. Nếu như có một sự cố nào đó bất ngờ xảy ra, thì phải nói thẳng là chúng ta không có bất kỳ lựa chọn dự phòng nào trong ít nhất 100 năm nữa. Nhìn từ ngoài không gian, ngoài vẻ đẹp và màu xanh kỳ diệu, thì chúng ta cũng thấy trái đất vô cùng nhỏ bé và mong manh trước mọi sức mạnh của vũ trụ. Chỉ cần một viên đá vô tình bay ngang qua, hay là một sự hoạt động bất thường nào đó của mặt trời, cũng đủ làm lung lay gốc rễ mọi sự sống trên hành tinh của chúng ta. Lịch sử đã chứng minh, nếu chúng ta càng hiểu biết nhiều thì chúng ta lại càng nhỏ bé hơn. Những kiến thức về vũ trụ đã đưa trái đất về đúng vị trí và kích cỡ của nó trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Ngày nay, bạn và tôi đều tận hưởng sự sống của chính mình. Tuy chúng ta chưa biết chắc chắn vì sao chúng ta có được sự sống này, nhưng rất có thể chúng ta là những thứ duy nhất trong vũ trụ có đặc quyền tận hưởng điều đó. Không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa, hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám phá mọi điều bí ẩn xung quanh chúng ta, những bí ẩn của hệ mặt trời. Một chấm sáng trên bầu trời đêm, xa xôi gấp 2 lần sao Mộc, gấp 4 lần khoảng cách tới vành đai các tiểu hành tinh và cách chúng ta tới 1,5 tỷ km. Sao Thổ tráng lệ với vẻ đẹp đầy mê hoặc và bí ẩn. Xét về kích thước trong các hành tinh của hệ mặt trời thì Sao Thổ là kẻ khổng lồ thứ hai chỉ sau sao Mộc. Còn xét về cấu tạo thì nó chỉ là một gã to xác không hơn không kém. Một người nặng 68kg trên trái đất thì sẽ nặng 62kg trên Sao Thổ. Trong khi so về kích cỡ thì chúng ta có thể nhét 765 trái đất vào bên trong Sao Thổ. Đây đích thực là một bóng khí rất nhẹ và ít đặc hơn cả nước. Nếu có một hồ nước đủ lớn để thả Sao Thổ vào thì nó sẽ nổi bồng bềnh. Sao Thổ không có bề mặt cứng và cũng không có chỗ dừng chân cho bất kỳ ai có ý định đáp xuống hành tinh này. Khí quyển của nó dày đặc và liên tục di chuyển. Một ngày ở đây dài 10 tiếng 39 phút, nhưng một năm lại kéo dài tới 29,42 năm trái đất. Bán kính siêu bão 60.268 km, bán kính cực 54.364 km. Xét trung bình thì Sao Thổ lớn hơn trái đất 9,1 lần. Diện tích bề mặt là 4,27 x 10 10 km², gấp 83,7 lần trái đất. Khối lượng là 5,68 x 10 26 kg, gấp 95 lần trái đất. Thể tích là xấp xỉ 828.000 tỷ km khối, so với trái đất thì chỉ là 1.000 tỷ km khối. Khối lượng riêng là 0,687 gram trên cm khối. Hấp dẫn bề mặt là 10,4, so với trái đất là 9,8. Tốc độ quỹ đạo là 9,68 km/giây. Vận tốc siêu đạo trung bình là 34.701 km/giờ. Còn trái đất thì là 107.218 km/giờ. Độ nghiêng là 26,7 độ. Sao Thổ có ít nhất 62 mặt trăng và có 53 trong số đó đã được đặt tên. Và điều độc đáo nhất làm nên thương hiệu của Sao Thổ chính là hệ vành đai cực kỳ rộng và đẹp của nó. Sao Thổ được xếp vào loại hành tinh khí khổng lồ bởi vì nó chứa đầy đủ các yếu tố khí và không có bề mặt xác định. Thành phần chính của khí quyển bao gồm 96% hydro, 3% heli, còn lại là metan, ammoniac, etan, nước, ammoni hydrosulfit. Áp suất khí quyển là 140 pascal. Đi dần vào trong lõi, nhiệt độ và áp suất tăng dần. Thành phần hydro chuyển dần sang kim loại ở những lớp sâu hơn. Các mô hình tiêu chuẩn cho thấy Sao Thổ khá giống với Sao Mộc, nó có lõi kim loại hoặc đá cứng và được bao bọc bởi hydro và heli. Năm 2004, các nhà khoa học ước tính lõi của Sao Thổ có đường kính lên tới 25.000 km. Phía ngoài được bao bọc bởi hydro kim loại lỏng. Lớp tiếp theo là heli và hydro phân tử bão hòa chuyển dần sang chất khí với độ cao tăng dần. Lớp ngoài cùng kéo dài đến 1.000 km và bao gồm khí quyển. Lõi của Sao Thổ có nhiệt độ rất cao, lên tới 11.700 độ C và nó tỏa ra môi trường xung quanh lượng năng lượng gấp 2,5 lần lượng nhiệt mà nó thu nhận từ mặt trời. Với độ nghiêng khá giống với trái đất, Sao Thổ cũng có các mùa, tuy là sự luân chuyển chậm chạp hơn rất nhiều. Những dải màu sắc của nó mờ hơn và rộng hơn so với Sao Mộc. Nhìn từ phía ngoài thì nó có vẻ khá tĩnh lặng và yên bình. Nhưng thực chất, những cơn gió ở đây lên tới 1.800 km/giờ, còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Phía dưới cực nam xuất hiện nhiều cơn bão nhỏ, tồn tại vài năm rồi tan biến. Điều đặc biệt nhất là cơn lốc xoáy ở cực nam. Cơn lốc xoáy này có nhiều nét tương đồng với lốc xoáy trên trái đất, vì nó có mắt bão rất sâu và điều này chưa từng được ghi nhận trên bất cứ hành tinh nào khác ngoài trái đất. Đối diện với cơn lốc xoáy này
lại là một điều vô cùng đặc biệt khác mà cho tới nay vẫn là bí ẩn của sao Thổ. Vào năm 1979, tàu Voyager đã chụp được một hình dáng kỳ lạ đến hoàn hảo ở cực bắc của hành tinh. Tới tháng 10 năm 2006, tàu Cassini phát hiện nó vẫn còn ở đó. Một đa giác sáu cạnh giữa cực bắc. Nó vẫn giữ nguyên vị trí đó dù đã rất nhiều năm trôi qua. Mỗi cạnh của đa giác dài xấp xỉ 13.800 km, lớn hơn cả đường kính của trái đất. Toàn bộ cấu trúc này xoay quanh trục với chu kỳ 10 giờ 39 phút 24 giây, bằng với chu kỳ bức xạ vô tuyến của hành tinh. Các nhà khoa học giả thuyết rằng chu kỳ này bằng với chu kỳ quay bên trong của sao Thổ, và cấu trúc này không di chuyển dọc theo kinh độ như các đám mây khác trong khí quyển. Cho tới ngày nay, chúng ta vẫn chưa thể hiểu được điều gì đã tạo ra những bí ẩn ở hai cực của sao Thổ. Không rõ nguồn năng lượng nào đã tạo ra những cơn bão và gió mạnh như thế, trong khi lượng nhiệt nó nhận từ mặt trời là quá ít, còn lượng nhiệt từ tâm hành tinh tỏa ra cũng chẳng đáng kể. Sao Thổ có ít nhất 62 mặt trăng, và 53 số đó đã được đặt tên. Đa số là những vệ tinh rất nhỏ có đường kính từ 10 đến 50 km. Vệ tinh lớn nhất là Titan. Đây là mặt trăng duy nhất trong hệ mặt trời có bầu khí quyển. Vệ tinh lớn thứ hai là Rhea, có thể có một hệ vành đai riêng của nó. Ngày 14 tháng 1 năm 2005, tàu Cassini đã thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất của nó. Tàu thăm dò Huygens đã tách khỏi Cassini sau 7 năm đồng hành và đi thẳng vào bầu khí quyển của Titan. Titan là mặt trăng lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Kích thước của nó còn nhỉnh hơn cả sao Thủy. Nhìn từ bên ngoài, nó được bao phủ bởi một lớp áo khí quyển màu vàng nhạt. Nếu như Titan không quay quanh một hành tinh khác, thì chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không thể gọi nó là một hành tinh. Chưa bao giờ con người lại đổ bộ lên một thế giới xa xôi đến thế. Sau màn sương mù dày đặc, các đặc điểm của Titan dần hiện ra với đầy sự bất ngờ. Các dãy núi, các hồ nước, các đụn cát đã tạo nên bề mặt của vệ tinh này. Nhiệt độ ở đây là âm 180 độ C, bầu khí quyển chủ yếu là nitơ và metan. Tuy không thực sự thích hợp cho sự sống tồn tại, nhưng những đặc điểm này lại rất giống với trái đất thời kỳ sơ khai. Hiện tại, Titan là một thế giới hoang vắng và lạnh lẽo, nhưng nó cũng là một nơi vô cùng hứa hẹn cho các hình thái sự sống hình thành trong tương lai. Ngoài Titan, thì Iapetus cũng là một mặt trăng chứa đựng rất nhiều bí ẩn liên quan đến việc hình thành sự sống. Đây là một thế giới băng đá và nước thực thụ. Nước có nhiều đến nỗi nó tạo thành vệ tinh. Và điều kiện đầu tiên cho sự sống mà chúng ta vẫn tìm kiếm đó chính là nước. Sẽ phải mất rất nhiều năm nữa, con người mới có thể quay trở lại và khám phá thêm về các vệ tinh này. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều sự bất ngờ khác. Con người bắt đầu chú đến sao Thổ trên bầu trời từ những năm 700 trước công nguyên. Người Hy Lạp gọi nó với cái tên là Ranos, thần thu hoạch mùa màng, vì vị trí của nó trên bầu trời là giữa mùa thu hoạch. Ngày nay, chúng ta gọi sao Thổ là Saturn, vị thần nông nghiệp của La Mã. Điều đáng nói nhất tạo nên vẻ đẹp và sự đặc biệt của sao Thổ so với tất cả các hành tinh khác chính là những vành đai của nó. Hệ thống vành đai của sao Thổ trải rộng gần 300.000 km, xấp xỉ bằng khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng. Nếu muốn đi hết bề ngang của vành đai này, thì bạn phải mất 2 ngày di chuyển liên tục bằng tên lửa tốc độ cao. Bề dày của vành đai trung bình là 20m. Nếu xét trên cả bề rộng của nó, thì thậm chí nó còn mỏng hơn cả một tờ giấy. Cấu tạo chủ yếu của vành đai là các hạt băng đá, có kích cỡ như một tòa nhà đến nhỏ như hạt bụi. Chúng di chuyển quanh hành tinh với vận tốc từ 30 đến 60.000 km/h, tùy thuộc vào khoảng cách với hành tinh. Từ nhiều bức ảnh của Cassini gửi về, ta có thể thấy vành đai của sao Thổ rất mỏng và phẳng đến kỳ lạ. Nó tạo nên vẻ đẹp độc nhất vô nhị, thứ đã khiến cho sao Thổ trở thành hành tinh đẹp nhất trong hệ mặt trời. Nhiều giả thuyết cho rằng những vành đai của sao Thổ được hình thành do sự va chạm dẫn đến vụn vỡ từ chính các vệ tinh của nó. Cũng có giả thuyết cho rằng đã có những thiên thạch bay tới và va chạm với các vệ tinh. Sau đó, những mảnh gãy vỡ đã được lực hấp dẫn tập hợp nên các vành đai như hiện nay. Bên lý thuyết về sự hình thành, thì độ tuổi của các vành đai ngày nay cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng vành đai có độ tuổi ngang bằng với hành tinh. Mặt khác, nhiều người lại cho rằng những vành đai này chỉ mới xuất hiện chưa lâu. Tổng cộng, sao Thổ có 7 vành đai đã được chúng ta biết tới. Trong đó có 3 vành đai chính là A-ring, B-ring và C-ring. Vì cấu tạo chủ yếu từ bụi băng đá, nên các vành đai này phản xạ ánh sáng rất tốt. Nó sáng hơn rất nhiều so với trăng tròn. Những bức ảnh chụp được cho thấy chúng thực sự rất rực rỡ và vô cùng tráng lệ. Những quan sát đầu tiên về vành đai sao Thổ đã có từ những năm 1610 bởi nhà thiên văn Galileo. Nhưng lúc này, ông thực sự chưa biết nó là gì. Phải tới tận năm 1655, Tristan Huygens mới trở thành người đầu tiên cho rằng sao Thổ có vành đai. Qua nhiều năm nghiên cứu và tìm tòi, ngày nay, những chiếc vành đai của sao Thổ được chúng ta ví von là chúa tể của những chiếc nhẫn. Tuy vậy, có bằng chứng cho rằng
sự hào nhoáng này sẽ không tồn tại mãi mãi, chúng sẽ tan biến trong một thời gian không xa nữa. Vậy sẽ là khi nào? Chúng ta không biết chắc chắn những vành đai này đã hình thành ra sao, vì vậy cũng sẽ không biết được thứ gì có thể giữ nó tồn tại mãi mãi như vậy. Thời gian nhiều người dự đoán chỉ là 100 triệu năm. Vậy nguyên nhân nào sẽ khiến chúng biến mất? Các nhà khoa học cho rằng, khi trải qua một giai đoạn tồn tại lâu dài, những cơn rông đá của những vật chất siêu nhỏ sẽ tàn phá các vành đai. Những hạt vật chất vô cùng nhỏ của vành đai sẽ dần bị tích điện trong từ quyển của sao Thổ. Sau đó những hạt siêu nhỏ sẽ bị phóng đi bởi từ trường hoặc sẽ bị dần hút hết vào trong sao Thổ. Nếu như những vành đai này không được bổ sung thêm vật chất bởi các vụ va chạm, thì một ngày nào đó, hệ mặt trời của chúng ta sẽ mãi mãi mất đi kỳ quan tuyệt đẹp này. Được phóng vào vũ trụ từ tháng 10 năm 1997, trải qua nhiều năm di chuyển, Cassini đã tới được sao Thổ năm 2004. Trong suốt quãng thời gian hoạt động, Cassini đã chụp được rất nhiều bức ảnh quý báu về sao Thổ. Nó đã giúp con người hiểu biết nhiều hơn về chính hệ mặt trời của chúng ta. Cassini đã là niềm hy vọng, là biểu tượng cho hành trình chinh phục vũ trụ của con người. Ngày 15 tháng 9 năm 2017, Cassini kết thúc hành trình của mình với sứ mệnh cuối cùng là đi thẳng vào sao Thổ. Nó đã để lại rất nhiều sự hy vọng cũng như tiếc nuối về một huyền thoại. Một người đi tiên phong, một mình đơn độc suốt 2 thập kỷ cách xa nhà. Để có được những bức ảnh này là cả một hành trình dài với đầy sự cố gắng và cả may mắn. Cassini đã mãi mãi biến mất vào trong sao Thổ, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên những đóng góp của nó cho nhân loại. Tạm biệt Cassini, tạm biệt một huyền thoại.